Quái nhỉ, tìm tới đây rồi mà chưa thấy thằng đồ đệ nào tới. Người ta thì lên núi đi bái sư, đi tìm thầy, mình thì lại đi tìm học trò. Có ai như tôi không, làm thế mất hết cả danh dự đường tăng. Hay là mình viết status đang không khéo tụi nó lại tới đấy. Tôi là Trần Thị Đường Tăng, muốn kiếm ba đồ đệ cao to đen hôi, ăn ít làm nhiều và giới tính rõ ràng. Đấy, chưa gì đã có 3 like rồi. Sư phụ nhậu không? Sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ đâu rồi? Chưa bắt giới. Lại đây, lại đây, lại đây với sư phụ. Sao? Hả? Ông là sư phụ á? Chính ta là thầy nhà ngươi đấy. Sao? Chắc ông là họ sư tên phụ chứ gì. Ơ cái thằng này, sư phụ trong phim người ta đặt người ra, còn trong ông vừa gian vừa xấu. Xí. Này ta bảo này, nhà ngươi là fan phim Hàn đúng không? Ta mà được như sư phụ phim Hàn ấy, thì làm sao ta phải đi lấy kinh của nhà ngươi. Vớ va vớ vẩn. Thôi thôi thôi, hai thầy trò đừng cãi nhau nữa. Mà con tưởng kinh thì tới ngày nó sẽ có chứ, việc quái gì phải đi lấy. Vớ va vớ vẩn cái thằng. Thôi để ta gọi đồ đệ của ta nữa nào. Đấy. Lại đây, lại đây. Sa Tăng, vất vả không? Ê, sư phụ, sư phụ. Ôi giời ơi, thôi đứng vào nào. Ta bảo nhá, thằng ngủ không đứng sang bên kia cho ta. Đây, mày đứng đây nhá. Sau khi lấy kinh xong, ta là sư phụ, ta được 40%. Thằng đại sư huynh nó phải được 30%. Còn hai chúng mày nhị sư huynh và em út là được 20 và 10. Đồng ý không? Đó là nhị sư huynh. Ta là nhị sư huynh. Ta là nhị sư huynh. Tao. 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 Thôi 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 thôi. Vớ va vớ vẩn vừa thôi. Giờ nhá, ta sẽ cho hai người một bài test về IQ. Đứa nào trả lời đúng sẽ là nhị sư huynh. Ok không? Mày, 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2 chứ mấy. Mày khôn lắm thằng ngu ạ. Chính xác, có triển vọng làm nhị sư huynh. Còn thằng này, 5 cộng 5 bằng mấy? 5 cộng 5 bằng 10. Ta biết ngay mà, 5 cộng 5 bằng 9, thằng ngu này. Bằng 10. Bằng chứ con 9. Học giỏi văn nhất trường. Mày học giỏi văn nhất trường thì mày trả lời sai là chắc chắn. Đưa bàn tay phải ra. Mày đếm giúp thầy nhá. 1, 2, 3, 5. Thiếu nhịp nào không? Nhịp 4. Đếm lại nha, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Mày nhớ trong đầu mày đây là số 5 nhá. Mày nhớ trong não mày đây là số 5 nhá. Đếm tiếp cho thầy. 5, 6, 7, 8, 9. À, sư phụ, người thật quá rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Cái này ta học của Y Nhu đấy nha. Mà này, ta là sư phụ như thế, ta mới chỉ được các ngươi. Sư phụ như trong phim quá nhu nhược, không thể nào chỉ được bọn này đâu. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy nào. Đứng dậy. 7:45 là xe chạy rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị check-in nhá. Tôn ngủ không đâu, gậy như ý đâu. À, dạ, 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 đây rồi ạ. Chuẩn bị nào, thầy đếm 1, 2, 3 là phòng má nhá. 3, 2, 1. Một kiểu nữa. 3, 2, 1. Đây. Thôi thầy cho ta chuẩn bị lên đường nào. Sư phụ, sư phụ. Cái gì? Cho con hỏi ngu tí. Lùi lại hỏi. Cái gì? Sư phụ ơi, mình đi đâu thế? Đến giờ này mà các ngươi không biết mình đi đâu. Có biết không? Không ạ. Ơ các ngươi không biết thì làm sao ta biết đây? Này, 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 này. Cái này là Phật tổ nhắn tin kiếp nạn cho mình đấy nhá. Để xem nào. Kiếp nạn đầu tiên. Một người đứng ba chân. Người đứng ba chân. Thế quái nào? Con đứng cho thầy xem một người đứng ba chân nào. Có được không? Sư phụ,
Có chân ôi mà không đứng ơi. Được. À mà hình như là thầy đọc thiếu đấy. Các Phật tổ nhắn thiếu. Thêm này. Nếu không đứng được thì hãy đứng bốn người hai chân. À, cái này dễ, cái này dễ. Con à, to béo nhất. Thằng này cũng ta. để xuống. Lại đây rồi. Lên. Cái thằng này vớ va vớ vẩn. Con đứng dậy nào, đứng dậy nào. Vất vả quá. Đi lấy kinh thế này. Chúc mừng bạn đã vượt qua kiếp nạn. Kiếp nạn đầu tiên chỉ là ví dụ. Thiệt là phí sức lao động qua đi. Rồi, kiếp nạn tiếp nha. Hãy sáng tác một câu hát sở ti cô có chữ tăng để thể hiện sự tăng trưởng. Ờ, sư phụ, con này. Con ngày xưa con có học ở nhà văn hóa thiếu nhi đấy. Rồi, mày hát đi con. Có một con đường mang tên là đường tăng. Tăng cái đầu mà, tăng. Và sư phụ đánh con. Ờ, cái này là lỡ tay, con giỏi lắm. Đấy, đấy, lại kiếp nạn nữa rồi. Nghe sư phụ đọc đây. Kiếp nạn thứ ba, đánh nhau với yêu quái. Ôi giời. Trong phim không thằng nào đánh lại nó đâu. Hiếp mi. Đấy. Cứ trong phim mỗi lần cha mi ngu và gặp người đẹp và thể nào cũng là yêu quái. Đây, yêu quái đứng đây này, ngủ không sang bên này đứng con. Bây giờ chúng ta làm trọng tài, hai đứa đánh nhau đi nhá. Rồi thoải mái. À. Tiền tay. Thôi. Vào đây. Má hai đứa vào đây. Thì ta cũng có lòng chắc ẩn. Đấy, thành ra là ta hiểu con. Hiểu bây đấy. Giờ để mà về thì chúng ta phải chụp một cái ảnh tự sướng nhá. Để nộp vào cho tài chính chứ. Dạo này nó đòi chứng từ mệt lắm. Đúng. Đây, ngủ không đâu. Chụp ảnh tự sướng à. Thầy đếm 3, 2, 1 là phòng má nhá. 3, 2, 1. Rồi, thôi về với chồng con nha, giữ gìn sức khỏe nhá, yêu quái nhá, đây. Thôi, muộn rồi, đi nghỉ đi sư phụ. Đúng rồi. Ta thật ra thì ta cũng thấy các con đường xa vất vả, bao nhiêu ngày nay rồi, thôi. Kênh cho ta ngủ, nhá. Lại kiếp nạn nữa rồi. Được kiếp nạn thứ tư, được nghỉ tại khách sạn 2 sao, tại sao và vì sao? Yeah! Lưu ý, ở lò bát quái không có điều hòa, ngủ trước 11 giờ và thường xuyên có yêu quái. Yêu quái thì ta còn đánh được chứ bây giờ bắt ngủ ở lò bát quái không điều hòa. Ai mà chịu được? Thôi, ta đi về đây. Cái thằng này. 11 giờ rồi nhá, mấy khi bốn anh em tụ họp nhậu nhẹt. Bây giờ thì có như thế, thôi tôi về vợ con đi. Bọn này. Kìa. Thôi về đây, ta cho thêm 10% nữa. Sí. Ok bọn này. Thôi được rồi. Sau chuyến này, ta sẽ cho các con lên Quất Lâm Tự một chuyến. Làm sao? Nó hôm nay mát trời, không cần điều hòa, vẫn ngủ được. Chó. Bây giờ cũng được. Yêu quá anh đại đại sư huynh lo. Con khởi lo. Thôi được rồi, ta khóa ngủ các ngươi. Sau chuyến này Quất Lâm Tự một chuyến ta cũng đi nhá. Cái gì đấy? Nghe. Chúc mừng bạn đã vượt qua 13 kiếp nạn. Kể từ bây giờ, bạn sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty FPT. Thế quái nào vậy? Thầy nhớ mới 4 cái kiếp nạn, tại sao là lấy kinh được nhanh đấy? Sư phụ ơi! Sao? Chắc là Phật tổ sợ 4 thầy trò chúng ta quá, nên là cho qua luôn. Bất công nào diễn đâu? Chính xác rồi. Nghe. Chúng tôi xin tặng các bạn một chuyến du lịch Thái Lan. 3 ngày 2 đêm dành cho 4 người. Let's dream! Nghe tiếp như còn. Máy bay sẽ cất cánh lúc 7:45 sáng thứ hai tại sân bay Hòa Lạc. Và rước các bạn vào lúc 17 giờ ngày thứ tư tại sân bay Bangkok, hạng ghế Business Class. Yeah! Nati! Yeah! 1, 2, 3! Yeah! À quên! Xin lưu ý,
kinh phí tự túc.